Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thanh để tô luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khác mới để học biết Đức Kitô và dõi theo gương người, hầu xứng đáng được ơn người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Truyền sang mọi người, đưa tới bậc công chính.
sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế. Đó là lời Chúa. Đi đâu cũng không bằng nhà mình.
về nơi chốn cũ vẫn là ấm êm, là hai câu thơ có lâu đời. Đúng vậy, cái cảm giác đó ai cũng có, tôi cũng có. Bây giờ tôi cũng đang nhớ bên Australia, bên đó đang nóng khủng khiếp, nóng 100 độ F là cường. Cho nên đêm Giáng sinh tháng trước, nếu cất lên cái bài đêm đông lạnh lẽo là họ lao động, bởi vì ai cũng hoảng, không có đêm đông lạnh lẽo nữa. Nhưng tôi nhớ khung cảnh của nhà thờ bên đó. Tôi muốn trở về bởi vì thấy ấm êm. Đúng vậy, cái cảm giác đó ai cũng có, nhất là nơi những bậc lớn tuổi. Trừ khi chúng ta không cảm nghiệm được đó là một nơi ấm êm, nếu như chúng ta coi căn nhà chúng ta đang ở là một lữ quán, hay một cái khách sạn, hay là một chỗ để ở tạm. Đi đến, không cần tình thương thì nó khác. Vậy tôi có thể nói căn nhà là một phần đời sống của quý vị. Căn nhà vật chất, tôi vừa mới nói, đã là cái gì rất quan trọng. Đến nỗi ông bà mình nói, có an cư mới là việc, có một chỗ ở yên thân thì mới có thể làm ăn sinh sống nó lên. Ai cũng muốn sở hữu căn nhà. Bằng chứng chúng ta dành được để không thuê nhà nữa mà mua hẳn căn nhà cho mình. Huống chi, tôi dùng chữ huống chi có nghĩa là mạnh hơn như vậy, ai trong chúng ta cũng có một căn nhà ở bên trong, mình tạm gọi là căn nhà nội tâm riêng của mình. Tôi tin chắc không ai nữa nào, không ai nhìn thấy, chính mình cũng không nhìn thấy. Nó như hình với bóng đi theo mình, không thể tách rời. Cho dù chúng ta đi đến đâu, căn nhà nội tâm đi theo mình đến đó, theo sát nút. Chúng ta có muốn trở về với căn nhà đó không? Tùy chúng ta. Nếu không thì thật sự chúng ta chưa để ý, chưa quan tâm, chưa yêu mến, chưa trân trọng. Nên nhớ, căn nhà đó là căn nhà sẽ đi theo chúng ta sang thế giới bên kia. Ta để lại căn nhà vật chất, cho nên làm sao bước vào căn nhà này để nhìn xem, để cảm nghiệm, để yêu quý, nhất là để sống trong nó và với nó. Làm sao mỗi năm giáo hội mời chúng ta trong mùa chay để trở về nhìn vô căn nhà đó. Thời gian tốt nhất, thuận tiện nhất để trở về căn nhà nội tâm của mình. Dẫu là biết rằng căn nhà nó đi chung với mình, nó đi theo sát mình từng giây từng phút, nó dông đuổi hết nơi này đến nơi khác, nhưng khổ nổi chúng ta rất dễ quên để bước vào trong nhà đó, thăm viếng để coi cái gì cần phải quét dọn, cái gì cần phải lau chùi, rồi để nghỉ ngơi. Sau những ngày chúng ta lãng quên nó. Ai cũng biết cuộc sống quá bận rộn, lo toan cơm áo gạo tiền, hay vui chơi quá mức, chôn vùi đời mình trong mọi đam mê lạc thú, rồi nó cuốn hút chúng ta sống theo những nuông chiều của căn nhà vật chất, rồi quên đi căn nhà nội tâm của mình. Và thưa, cái tốc độ đó nó mãnh liệt đến nỗi chúng ta không còn thời gian để ngồi nhìn vào bên trong chính mình. Rồi có khi chúng ta bị thành nô lệ của những cái gì vật chất, nhịp sống ồn ào hưởng thụ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta. Mùa chay thưa quý vị giúp chúng ta dừng chân lại, thỉnh thoảng ngồi nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong căn nhà của mình, gọi là căn nhà nội tâm, để rồi đã thắng chậm lại một chút. Có mấy tuần lễ thôi, có năm tuần lễ thôi, bớt nhiệt độ sống để là xem năm nay Chúa muốn tôi quét cái gì trong căn nhà đó, hay mua sắm xem sắm thêm cái gì
cho căn nhà đó đẹp hơn. Đặc biệt là câu hỏi có yêu mến căn nhà nội tâm của chính mình hay không? Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta cái mẫu gương tuyệt vời về sự chiến đấu trước những cám dỗ, nó đụng chạm trực tiếp đến những nhu cầu vật chất rất cần, cũng như ăn uống, hít thở, mà tất cả đều là cần thiết cho con người mới gọi là nhu cầu. Đôi khi chúng ta cứ mãi miết nỗ lực để cho tâm trí chúng ta xây cho mình những cái gì thuộc về vật chất càng to càng đẹp, càng sang càng trọng, và quên mất cái nhu cầu chính yếu là căn nhà bên trong, tức là linh hồn đấy. Chúng ta không nhìn thấy bằng mắt vì nó được xây dựng bằng những vật liệu vô hình, khó nhận ra. Nhưng tôi lặp lại, nên nhớ nó đi theo mình sang kiếp sau, đời sau. Những vật liệu mà chúng ta cần để cho căn nhà bên trong của chúng ta đó là yêu thương, quan tâm, đạo đức, bác ái. Mùa chay, Chúa và Giáo hội mời gọi chúng ta trở về để nghỉ ngơi trong cái căn nhà đó thương yêu. Điều đó nên là trong đó Chúa đang chờ, trong đó Chúa sẽ chỉ dạy chúng ta cách để chống lại cám dỗ. Đối với các tín hữu của Chúa Giêsu, những gì chúng ta đành đánh mất ở đời này là những gì chúng ta đem được sang đời sau. Vì cái câu Chúa phán được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì. Chính vì vậy, tôi khuyên bà và anh chị em, Chúa mời chúng ta trong năm tuần nhìn vào trong căn nhà nội tâm của mình, đi vào nơi thanh vắng, trong phòng mình, trên giường trước khi ngủ, nằm đó nhắm mắt nhìn vào tâm hồn để nhận ra chúng ta cần, chúng ta phải quét cái gì. Dọn dẹp nhiều thứ lắm, rác rưới bẩn thỉu, bụi bặm, nào là những tranh giành, đố kỵ, thù ghét, nói tha và không tha. Sáng nay tôi nghe cái cha cả trong đại hội giáo lý kể về một chuyện có thật, mà đức cha gặp một cặp ông cụ bà cụ dẫn đứa con đến mức độ đuổi gia đình đứa con đi khỏi nhà. Rồi mọi người thấy sống trong đó hai ông bà đâu có vui, mới mời cha cảm thế lúc đó cha làm cha phó đến để khuyên. Thì cha hỏi cần khuyên, con tha rồi. Cha cảm mừng quá nói, vậy thì chừng nào gia đình đứa con trở về ở? Không, con tha rồi, nhưng tụi nó đi đâu về đi, nó không được về. Cha đừng có khuyên nữa, con tha thôi, con sạch tội rồi, nhưng không muốn thấy mặt nó đi đâu về đi. Cha cảm nói, lúc đó Chúa soi sáng cho con trả lời thế này, ông ơi, bà ơi, con tin những gì ông bà nói là nói thật, nhưng con sợ. Sợ cái gì? Đến ngày ông bà đứng trước mặt Chúa đó, Chúa Giêsu vị thẩm phán cũng sẽ nói, cha tha rồi, nhưng hai con đi đâu thì đấy? Đi đâu thì đợi. Hai ông bà suy nghĩ thế nào, tôi không nghe câu kết luận. Nhưng rõ ràng, những cái ghen ghét, tị hiềm, bẩn thỉu đó, những cái âm mưu, những toan tính, những tư những thèm khát, nó đi theo mình, nó chen vào cuộc đời mình, nó tinh vi lắm và mãnh liệt lắm, sức mình không chống nổi nếu không có cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. Nhất là dựa trên lời Chúa, căn nhà nội tâm nó không có cửa ra vào. Chúa ra vào bằng cách nào? Bằng trái tim, cái tim của mình. Đó là cánh cửa duy nhất Chúa Giêsu ra vào căn nhà của mình. Mùa chay là mùa trở về, Chúa Giêsu đang chờ chúng ta mở cửa trái tim ra, mời Chúa vào trong hồn con.
và đừng bao giờ làm điều gì để xua đuổi Chúa ra ngoài. Ước gì mùa chay chúng ta yêu quý căn nhà nội tâm của mình, nơi đó Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta tập luyện để chống lại những cám dỗ mà với sự thường chúng ta không chống lại nổi đâu. Chúng ta không biết đâu là cám dỗ nữa, nó tinh vi vô cùng. Ma quỷ thế gian xác thịt được gọi là ma thủ, ma kẻ thù được gắn bó với nhau là tác giả cầm đầu là ma quỷ. Luôn luôn ma quỷ biết ai đi theo Chúa thì theo Thiên Chúa, đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu thì không bao giờ ma quỷ tha cho. Nhớ điều đó, đó là sự thật. Cho nên hãy dùng lời Chúa, dùng cầu nguyện và dùng việc ăn chay chế ngự xác của mình là vì tiếng Việt thật hay quý ông bà ơi. Người ta nói con người không có nước nào dùng chữ đó, có thể gọi là a person, a human being, nhưng không thiếu giống tiếng Việt có chữ con đi với chữ người, có nghĩa là trong một nhân vật có một phần là con thú, một phần là người. Nếu mình không chế ngự được cái con đó thì nó lấn cái người. Có vậy không? Cái người là cái gì hình ảnh Thiên Chúa, nhưng nhiều khi cái con đó nó phá tan cái người. Cảm ơn những từ ngữ tiếng Việt thật hay và có thể làm đề tài để mình suy nghĩ rằng hiện nay cái con thú trong người tôi lớn hơn hay là cái con người hình ảnh của Thiên Chúa đang lớn hơn. Hay tôi đánh mất anh, cho nên phải trở về là tôi nói hơi dài, nhưng tôi nhớ lại câu chuyện. Điều lo lắng nhất của tôi với một khi mới chủ chức là Đức Tổng giám mục gửi ra sư ô. Còn sợ lắm, sợ nhất cái ngày Chủ nhật, bài giảng đầu tiên bằng Anh ngữ là Chúa phải soạn ra. Những ghế đi đâu cũng cầm, lúc cạo đâu cũng cầm, và vì lo liếc liếc của nó, cạo méo cái nó được chạy máu ra. Thế rồi lấy băng keo nhét vào, bước chân ra trước nhà bàn thờ đây, trẻ con thiếu nhi nó cười, nghe nó nói the Christmas light of pirate, ông linh mục trong nước như hải tặc đã buồn buồn rồi. Mấy ông bà cũng thắc mắc, thì tôi mới nói thưa quý ông bà, sáng nay tôi tập trung vào bài giảng và vô tình tôi cắt da của tôi, đừng có cười, rồi nó sẽ lành. Thì một bác lớn tuổi cho con nói tiếng được không? Được, mời bác. Cô, tụi con thấy tội nghiệp cho cha. Dĩ nhiên ông nói bằng tiếng Anh, I have pity on you. Tại vì cha tập trung vào bài giảng nên cắt vào da. Từ hôm nay chúng con cầu xin Chúa cho cha tập trung vào da và cắt bài giảng. Vâng, cảm ơn cha cho chúng con biết về con người và cảm ơn cha đã cho chúng con biết có những căn nhà. Cho nên chúng ta có những cái cám dỗ để xây dựng những căn nhà trên trần gian. Chúng ta muốn có những thêm nhiều tiền nữa, chúng ta có thêm nhiều nhà nữa, chúng ta có thêm cơ sở làm ăn nữa, chúng ta có thêm nhiều quyền nữa, chúng ta có thể quên cám dỗ, có nhiều tình nữa, có nhiều sự thành công nữa. Đó là những đường cám dỗ mà quỷ là lừa ra. Nhưng cha cũng cho chúng ta thấy là chúng ta cũng cần có một cái căn nhà, mà căn nhà nội tâm cũng vậy. Để có căn nhà nội tâm, căn nhà nội tâm sẽ theo chúng ta. Những gì chúng ta có, nó sẽ còn lại trên trần gian này thôi, không theo chúng ta đến đâu. Nhưng mà nếu chúng ta tích lũy, chúng ta chọn lựa xây dựng căn nhà theo tâm hồn, theo chúng ta đi về nguyên trời, thì những cái sự chọn lựa đó và sự xây dựng căn nhà đó sẽ theo chúng ta. Chúng ta đừng để cho cái con thú nó điều khiển chúng ta muốn những cái gì, nhưng mà chúng ta hãy để cho con người, hình ảnh con người sống sao cho xứng đáng với hình ảnh con người của Thiên Chúa.
Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Vì một trong những cái cách để cho chúng ta xây dựng cái căn nhà tâm hồn và căn nhà thánh trời là chúng ta tham gia vào chương trình PSA, chương trình xây dựng đóng góp cho giáo sứ của chúng ta. Vì chúng ta nói tiền của tôi đi lễ đi nhà thờ rồi, còn vấn đề xây dựng đóng góp đó là chuyện của cha. Không, những gì chúng ta đóng góp, những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa thì những cái điều đó không phải theo chúng ta. Vậy chúng ta vào trong đầu ghế, chúng ta có những chiếc phong thư trắng trắng như vậy, chúng ta cầm lấy hay lấy một tờ để chúng ta trước khi thánh lễ. Nhiều anh chị đã hướng cho chúng tôi, tức là chúng ta đã làm nhiều năm rồi, chúng ta quen rồi, chúng ta đã làm cái tờ này một phần chúng ta một năm rồi. Vì những anh chị em là chưa có bao giờ chưa có làm cái chương trình đóng góp cho căn nhà tâm hồn, căn nhà giáo hội, căn nhà của Chúa Trời, thì hãy cầm lấy một cái tờ phong thư ở đầu ghế, có chiếc ghế cho có những công trình. Chúng ta biết là cha Chris một phút đã phạm chúng ta là người mới hôm nay về giáo sĩ của chúng ta, ngài đã đảm bảo một phần này rồi, ngài cũng đã đưa cho chúng tôi một cái phong thư và đã có sự đóng góp cho cái căn nhà nội tâm và căn nhà của Chúa Trời rồi. Vì chúng ta ghi tên của chúng ta và những anh chị em nào mới đến với giáo xứ, anh chị em ghi chương trình quý mục vụ thì chúng tôi sẽ ghi danh cho biên bản anh chị em quý mục vụ, và chúng ta ghi địa chỉ và nhất là sự đóng góp của chúng ta bao nhiêu. Tổ chức chúng tôi kêu gọi các bạn anh chị em tất thể đóng góp 1%, 2%, 10%, 100%, không, cái điều đó chúng ta về chúng ta bàn hỏi với gia đình của chúng ta. Và chúng ta có thể đóng góp một lần, chúng ta có thể đóng góp 3 tháng một lần, mỗi tàng cao nguyện, mỗi lục tháng nguyện, hay là chúng ta có thể chia ra là 10 tháng để chúng ta đóng góp cũng được. Tôi rất quý vị Việt Nam chúng ta được nhìn cái đóng liền. Điều đó cũng rất là tốt cho chương trình, cho cái chương trình quý mục vụ năm nay. Và chúng ta biết chuyện quý mục vụ năm nay của chúng ta xây dựng các nhà nội tâm, các nhà của giáo sứ của chúng ta có 4 chương trình. Chương trình thứ nhất là chúng ta tu sửa cái phòng áo của chúng ta. Chương trình thứ hai chúng ta tiếp tục gửi những thiền nguyện viên lên tòa giám mục để được huấn luyện, để trở về để hướng dẫn cho con cái của chúng ta ngồi đây, cần những thiền nguyện viên giáo lý viên để giúp đỡ cho con cái của chúng ta trong chương trình giáo lý. Và chương trình thứ ba là cách đây khoảng hơn một tháng, cái mái ở trường mẫu giáo của chúng ta bị sập là vì mái nhà nó bị rột và nó làm cho cái trần nhà sập xuống. Và ngày qua trời mưa, tôi lại nghĩ tới cái mái nhà bên đó, rất là lo. Chúng ta cần phải có cái mái nhà mới cho cái trường mẫu giáo ở bên kia. Và đặc biệt chúng ta nhìn thấy cái bản cái ngõ của chúng ta đầy những vết nứt và lồi lõm, và những chiếc xe của anh chị em rất là khó để hoạt động. Vậy đó là cái chương trình quý mục vụ của chúng ta xây dựng căn nhà tâm hồn tại giáo xứ tại đây, và cái sự đóng góp của chúng ta đó sẽ theo chúng ta về trời. Vậy thưa anh chị em, chúng ta có cái sự chọn lựa hoặc là theo cái chọn lựa của thế gian theo như bài phúc âm, hoặc là chúng ta chọn lựa để xây dựng con người của chúng ta với những cái phương tiện và với những cơ sở để con người của chúng ta hướng về trời trong sinh hoạt trên trần gian này và hướng về trời sau này. Xin Chúa chúc lành cho tôi và anh chị em, và tôi hy vọng rằng anh chị em có thể bỏ vào trong giỏ tiền ngày hôm nay, và nếu không chúng ta cầm một cái phong thư trắng để về và chúng ta điền vào trong gia đình, và tuần tới như thế chúng ta bỏ vào trong giỏ tiền cũng được. Xin Chúa chúc lành cho cái sự hợp tác để chúng ta cùng nhau xây dựng căn nhà tâm hồn cho chúng ta.